Chào bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn có thể là xóa và tải lại ứng dụng trên điện thoại iPhone mà không bị mất dữ liệu nha. Thông thường thì ở trên điện thoại iPhone thì khi mà ta muốn xóa một cái ứng dụng nào đó, ví dụ như là mình có thể muốn xóa cái ứng dụng là B612 thì mình sẽ nhấn và giữ vào màn hình của điện thoại. Thì mình có thể nhấn vào cái phần là xóa ứng dụng như thế này. Đây, mình sẽ nhấn vào cái phần xóa ứng dụng và mình xóa ứng dụng đi. Rồi, sau đó thì mình có thể là vào cái cửa hàng là App Store. Mình tìm kiếm và mình tải lại cái ứng dụng là B612. Đấy. Mình sẽ tìm kiếm và mình tải lại cái ứng dụng là B612 như này. Thì cái cách này là cái cách thông thường mà tất cả mọi người đều dùng. Tuy nhiên thì cái cách này nó có một cái nhược điểm, đó là khi mà chúng ta làm như này thì nó sẽ bị mất hết dữ liệu của cái ứng dụng B612, ví dụ như là những cái ảnh hay là những cái video mà chúng ta đã lưu trước đó thì nó sẽ bị mất cái dữ liệu trong cái ứng dụng này. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách cái ứng dụng trên điện thoại iPhone mà không bị mất dữ liệu nha. Thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào cái phần cài đặt ở trên điện thoại iPhone. Sau đó thì các bạn vào phần cài đặt chung. Rồi, các bạn vào cái phần là dung lượng iPhone. Rồi ở đây các bạn kéo xuống. Thì ở đây thì các bạn sẽ kéo xuống là sẽ xuất hiện tất cả những cái ứng dụng mà các bạn cài đặt ở trên điện thoại iPhone. Và các bạn muốn tìm kiếm cái ứng dụng nào thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái biểu tượng tìm kiếm đây. Ví dụ như là mình có thể là sử dụng cái ứng dụng là CapCut này. Đây, mình sẽ sử dụng cái ứng dụng CapCut. Thì các bạn thấy là ở đây, sau khi mà mình vào cái ứng dụng CapCut này thì các bạn thấy trong cái phần là tài liệu và dữ liệu của nó thì có tới là 19,94 GB. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái bước là mình gỡ cái ứng dụng, sau đó thì mình sẽ cài lại nha. Đây, mình sẽ nhấn vào phần là gỡ ứng dụng này, mình sẽ nhấn vào phần gỡ bỏ ứng dụng. Đó, sau khi mà mình nhấn vào phần gỡ bỏ ứng dụng rồi thì cái ứng dụng này nó sẽ không còn cái phần dữ liệu nữa và nó sẽ bị mất đi. Và bây giờ mình sẽ nhấn vào cái phần là cài đặt lại ứng dụng này. Đó, sau khi mà mình cài đặt lại ứng dụng thì nó sẽ trong cái phần là tài liệu và dữ liệu thì nó chỉ còn là 4KB. Mình sẽ quay lại này. Đó, mình quay lại. Và sau đó thì mình sẽ vào lại. Rồi bây giờ mình sẽ tìm tiếp lại cái ứng dụng CapCut này. Đó. Thì sau khi mà mình tìm lại cái ứng dụng CapCut thì các bạn thấy là cái phần tài liệu và dữ liệu nó lại khôi phục lại nguyên là 11,3 GB. Đó. Rồi, đây là cái cách để giúp chúng ta có thể là xóa và tải lại ứng dụng ở trên điện thoại iPhone mà vẫn giữ nguyên được cái dữ liệu của ứng dụng nha. Rồi và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.